Xin chào quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Hùng Audio. Chúng ta vừa nghe những âm thanh hết sức là hay được phát ra từ đĩa CD album tuyển chọn ngày đó xa rồi. Đây là một album gồm 14 bài hát được công ty chuyên sản xuất đĩa thực hiện bằng phôi chất lượng cao và các cái file nhạc gốc được tổng hợp lại trên đĩa CD này. Đĩa CD này em sẽ dành tặng cho những anh em mua một bộ 10 đĩa CD tại shop Bảo Hùng Audio. Bất kỳ em sẽ tặng cho anh em một đĩa CD chất lượng cao này. Hoặc là anh em mua hàng tại shop Bảo Hùng Audio thì cũng được, cũng sẽ được em tặng một đĩa CD này. Đĩa CD này trên thị trường rơi vào từ 150 đến 200.000 đồng một đĩa CD. Em sẽ dành tặng cho anh em nếu như anh em mua một bộ 10 đĩa CD bất kỳ đó, và mua hàng tại shop Bảo Hùng Audio thì em sẽ tặng cho anh em một chiếc đĩa CD này về vừa nghe vừa test loa đó. Còn anh em nào muốn lấy lẻ thì liên hệ với em theo số điện thoại 0976 262 263 đó. Nếu có cơ duyên thì em sẽ tặng cho anh em. Còn nếu anh em lấy lẻ thì em liên hệ với em nha. Mọi nhu cầu mua sắm tư vấn đĩa CD anh em vui lòng liên hệ giúp em qua điện thoại 0976 262 263. Em xin nhắc lại, mọi nhu cầu mua sắm đĩa CD anh em vui lòng liên hệ giúp em theo số điện thoại 0976 262 263. Xin cảm ơn. Clip này giới thiệu với anh em bộ 6 đĩa CD của các trung tâm Thanh Lan, Phượng Hoàng, Asia, có cả của Thúy Nga Paris và của Giáng Ngọc. Đĩa CD trên đây thì là gồm 6 đĩa CD, 250.000 đồng một CD lẻ. 250.000 đồng một CD lẻ. Anh em lấy chọn bộ 6 đĩa em sẽ free ship cho anh em. Anh em mua thêm đủ 10 đĩa em sẽ tặng anh em một đĩa nhạc chất lượng cao này, giá từ 150 đến 200.000 đồng đang bán trên thị trường, em sẽ tặng cho anh em đấy, anh em mua 10 đĩa. Đó. Đĩa CD đầu tiên là đĩa CD của trung tâm Thanh Lan, có tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên của các ca sĩ Hương Lan, Chế Linh, Thanh Tuyền. CD này thì gồm 12 bài hát, có list ở trên hình, anh em vui lòng xem clip giúp em. Xin cảm ơn. CD số 2 là CD có tựa đề Ngày Em Đi. CD này là CD của trung tâm Thúy Nga. CD này của trung tâm Thúy Nga nhé. CD này là CD phôi sọc của anh em này. Phôi sọc. Phôi sọc. Có tựa đề là Ngày Em Đi của các ca sĩ Minh Tuyết, Bằng Kiều, Mai Tiến Dũng, Nguyễn Hưng, Nguyễn Hồng Nhung, Đoan Hồ, Như Ý. Rồi, CD này có giá là 250.000 đồng. Anh em nào lấy chọn bộ 6 đĩa CD em sẽ free ship cho anh em nhá. CD này thì gồm 10 bài hát có list trên hình, anh em vui lòng xem giúp em. CD số 3 có tựa đề Mưa Nửa Đêm, Tình Khúc Trúc Phương của ca sĩ Tuấn Vũ. Ở album này thì chúng ta sẽ có các bài hát của các ca sĩ Hương Lan, Lưu Hồng, Giao Linh, Thanh Tuyền, Thiên Trang, gồm 2, 4, 6, 8, 10 bài hát có list trên hình. Anh em vui lòng xem list giúp em nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
CD tiếp theo có tựa đề là Yêu Một Mình của ca sĩ Tuấn Vũ. CD này thì gồm 10 bài hát, anh em vui lòng xem clip trên hình giúp em nhé. CD tiếp theo nữa là của ca sĩ Phương Dung, có tựa đề Tiếng Hát Phương Dung Ngày Đó Xa Rồi. CD này anh em vui lòng xem clip trên hình giúp em nhé. CD cuối cùng là CD Ruma Nửa Đêm Ngoài Phố. CD này một CD rất hay này, của Trung Tâm Giáng Ngọc này. Gồm 10 bài hát có list trên hình, anh em vui lòng xem giúp em nhá. Ok, trên đây là bộ 6 đĩa CD. Anh em lấy lẻ là 250.000 đồng một CD. Còn anh em nào lấy chọn bộ 6 đĩa CD em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Còn nếu như anh em nào lấy 10 đĩa CD em sẽ tặng một đĩa CD album tuyển chọn Ngày Đó Xa Rồi đó, và free ship cho anh em.